xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 9 tháng 2 tại Mỹ, Việt Nam là ngày 10. Apple hứa là giao chiếc loa HomePod trên toàn thế giới và mình đã đặt một chiếc, và đúng trưa hôm nay thì Apple đã giao tới nhà. Đây là cái thùng nguyên siêu các bạn, của chính trên website của Apple luôn. Họ giao đến tận nhà trong ngày hôm nay, có tem địa chỉ giao hàng. Rồi, giờ mình sẽ khui ngay cho các bạn xem. Đây là cái chỗ họ đóng tem. Các bạn thấy cái tem của Apple cũng rất là đẹp, có một cái mũi tên nhỏ đây. Đó, mình xé ra thôi. Nãy giờ mình kiếm con dao nhưng mà giờ mình thấy là coi như đâu cần dao nữa. Rồi xong. Apple làm bất cứ cái gì cũng rất là thông minh. Từ cái việc cái miếng băng keo dán cái thùng cũng thấy thông minh rồi. Wow. Bên đây là cái thùng giao nhận các bạn, cái thùng giao nhận. Đó. Siêu của Apple, rất đẹp, từ cái thùng giấy. Đó, cách thiết kế cái thùng giấy nữa. Các bạn thấy. Đây là cái loa bên trong. Đó, cái thùng loa. HomePod cực đẹp các bạn. Mình sẽ khui ngay cho các bạn coi. Rồi. Trong cái thùng này thì còn cái gì không? Hết, đây chỉ là một cái thùng vận chuyển thôi, thùng cà tông vận chuyển, nhưng mà nó làm 2-3 lớp chống sốc cũng rất là hay. Ở góc để họ chèn cái lớp xéo góc giúp cho cái phần bên trong này. Đó, bên trong này nó còn một cái thùng nữa. Cái thùng bên trong thì nó có những cái lớp không phải mút mà là cái sợi rất là đẹp để bảo vệ cái loa. Rồi, chiếc loa HomePod, chiếc loa thông minh của Apple, đây là cái hộp nguyên siêu. Thì các bạn nào đã sử dụng iPhone hoặc là MacBook hoặc là những cái thiết bị của Apple thì thấy cách đóng siêu cũng như cái cách đóng thùng của họ. Và đây là lần đầu tiên họ ra một cái loa công nghệ loa thông minh. Thì đây là cái siêu của nó, có một cái mũi tên màu xanh lá cây ở đây thì các bạn thấy bung ra. Đó, đã lắm. Cảm giác được khui siêu là cực kỳ sướng luôn, đặc biệt là những cái tín đồ của Apple. Chiếc loa đầu tiên mình đang dùng một cái đó, kéo lên các bạn. Wow, cái loa rất là nhỏ các bạn ơi, các bạn thấy không, cái loa rất nhỏ. Đây, cái tay của mình chỉ cái vòng ôm tay thôi, hai cái ngón tay chụm lại thì đặt lên vừa cái vòng tròn ở trên này, không có lớn lắm nhưng rất nặng các bạn, rất nặng. Cảm giác mình cầm cũng phải là không biết tới 2 kg không? Để mình coi lại cái thông số, nhưng mà rất nặng, rất chắc. Đây là cái dây. Cái dây nguồn cũng đẹp nữa, họ quấn cái đóng gói cực đẹp luôn. Đó, để mình để coi cái dây nè. Đó, bung ra cũng y chang những cái thiết bị khác của Apple. Duy nhất một cách đóng gói thôi là bằng giấy, nhưng cực kỳ thông minh. Đây. Cái dây không mà thấy đã sướng rồi các bạn. Rất đẹp, rất chắc chắn. Đó, cái dây màu đen, cái loa màu đen. Cái này không phải đen mà nó xám xám. Còn một màu nữa là màu trắng, nhưng mà mình sợ dơ cho nên là mình mua màu xám đen này. Cái màu này cũng rất đẹp các bạn. Và một số báo nước ngoài đánh giá, họ rất là khen cái màu này. Nó không phải là đen thui, nó xám tầm khoảng 80% xám đen. Rồi, bên trong cái hộp lần đầu tiên mình khui ra thì các bạn thấy có gì bên trong nữa. Ở đây còn cái gì? Hết rồi các bạn. Đây chỉ là cái hộp giấy thôi, vẫn như bình thường. Apple tặng thêm cái đề can cho những fan hâm mộ. Rồi những cái hướng dẫn sử dụng nhanh chút xíu thôi, cũng hình tròn luôn. HomePod số 1, số 2, số 3. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi những cái lệnh điều khiển nè. Đó, bấm 1 cái, bấm 2 cái, bấm 3 cái như thế nào. Rồi nói chuyện với Siri, những câu mà mình thường nói chuyện với Siri nè. Hey Siri, play something hip hop, là bắt đầu nó chơi nhạc. Rất là hay. Rồi mình sẽ thử ngay. Rồi các bạn, mình vừa cắm điện vào cái loa này. Đây mình đo lại cho các bạn coi, nó thấp hơn 1 gang. Nó ngang với cái bình hoa rất là nhỏ gọn ở đây, nhưng mà nó rất nặng. Sau khi mình cắm điện thì bắt đầu cái iPhone của mình sẽ xuất hiện cái HomePod trên đây, y chang cái tai nghe AirPods các bạn. Đó, nó xuất hiện cái đúng cái màu của sản phẩm luôn. Nó có chữ thiết lập, bây giờ mình bấm thiết lập thử coi nó ra cái gì. À, thứ nhất là nó hỏi mình là
cái hôm bốt này đặt ở đâu. Đó, cái hôm bốt này đặt ở đâu? Đặt ở gara, đặt ở hành lang, đặt ở mái hiên, đặt ở nhà bếp, đặt ở phòng ăn, đặt ở phòng khách, đặt ở phòng ngủ chính, phòng tắm, văn phòng. Rồi bây giờ mình chọn mình đặt ở phòng ngủ chính. Tiếp tục. Đó, tiếp tục bắt đầu nó hỏi là home board với music hơn 45 triệu cái bài hát. À, không có quảng cáo, chỉ 59 ở quảng cáo, tức là chỉ 59 ngàn khác một tháng. Rồi, mình đăng ký hoặc là lúc khác, mình để lúc khác. Yêu cầu cá nhân cho phép bất kỳ người nào sử dụng homebot này gửi và đọc tin nhắn này nọ, bật yêu cầu cá nhân. Rồi, Siri trên homebot, bạn có thể nói với Siri bằng cách Hi Siri hoặc bằng cách chạm vào. Ok, tiếp tục. Điều khoản đồng ý, đồng ý. Tài khoản cài đặt, chuyển qua cài đặt. Đó. Rất là đơn giản, ai cũng có thể dùng được. Rồi nó đang thiết lập. Thì các bạn thấy là ở trên cái loa này nó có một cái màn hình LED và nó hiện cái thông tin, cái biểu tượng Siri ở đây rất là đẹp. Thì nó đang thiết lập qua cái iPhone. Thì cái loa này mình nhắc cho các bạn hai cái điều các bạn quan trọng. Mặc dù nó nhỏ nó như vậy nhưng mà nó không phải là cái loa di động nha các bạn. Không phải là loa di động. Rồi, một điều cực kỳ quan trọng ha, các bạn nhớ, không phải là loa di động mà nó là loa cắm điện. I'm Siri. Welcome to HomePod. Đó, you can't tell, but I'm waving. To get my attention, rồi. Say hey Siri. Let's try it. Say đó. Hey Siri, what can you do? Hey Siri. Hmm? How are you? Hi Siri, nó hầm cái là xong. Tức là iPod đã sẵn sàng. Đó, thì nó coi như là đã cài đặt hoàn toàn là xong. Đó, thì mình nói tiếp, cái loa này không có pin, không có di động nha các bạn. Dây là nó dính chết ở chỗ này luôn. Đó, dính chết luôn, các bạn không có rút ra, không có tháo ra được. Đây là bên dưới. Bên dưới có một cái logo Apple ở đây. Đó, logo Apple ở đây. Đơn giản vậy thôi, nó là cái loa 360 độ, là cái dây dính chết trong này luôn mà cắm điện xài. Để trên bàn, cái loa là cái loa thông minh, không phải loa di động. Và nó để ra lệnh bằng giọng nói, thực thi một số cái tác vụ và nó điều khiển những cái thiết bị thông minh trong gia đình. Và đặc biệt nữa là nó chơi nhạc thông qua những cái thiết bị Apple, ví dụ MacBook, iMac, iPhone, iPod, iPad, qua cái công nghệ là Wi-Fi đó các bạn. Cái công nghệ là AirPlay đó. Thì sắp tới nó mở thêm cái AirPlay 2 nữa. Hiện tại mình dùng AirPlay 1 chứ không có hát qua Bluetooth. Cho nên là những bạn nào mà đang dùng Android, Samsung, nói chung là thiết bị Android mà không phải Apple là không dùng được cái loa này. Tại vì nó không phát nhạc, không truyền nhạc qua Bluetooth mà chỉ qua AirPlay thôi. Rồi bây giờ mình sẽ mở nhạc thử cho các bạn nghe thử cái chất lượng của nó. Kỷ niệm êm đềm con in trên. What's the weather today? It's currently cloudy and 14 degrees in Fountain Valley. Expect mostly clear skies starting early in the morning. Today's high will be 18 degrees and the low will be 12. Mình vừa nghe nhạc và mình ấn giữ thử, mình nói Siri, mình hỏi là cái thời tiết như thế nào thì nó đọc một lèo đó các bạn. Tức là cái loa thông minh, và sắp tới mình sẽ mua thêm một số cái đồ dùng trong nhà như là đèn hoặc là những cái đồ mà tương thích với HomePod á. Tương thích với cái này mà mình sẽ gắn và mình tìm cách mình test thử để cho các bạn hiểu được cái thiết bị mới này của Apple. Nó thông minh và nó làm được cái gì. Chứ còn nếu mà như một cái loa bình thường thì nó cũng không có gì là quá hấp dẫn. Tại vì hiện tại thị trường thì có rất nhiều loa rồi các bạn. Rồi. Ở trong cái chỗ chi tiết đó các bạn, HomePod phòng ngủ chính chi tiết thì các bạn thấy là nó cho mình đổi phòng đó. Mình đưa vào phòng ăn hay là phòng bếp, nó cho mình đổi phòng. Rồi Siri thì mình có một số lệnh như vậy. Nó hướng dẫn ra đây, ngôn ngữ tiếng Anh, Mỹ hay là tiếng Mỹ nam nữ gì đó, định vị, trợ năng, nhà sản xuất, số Siri nó hiện hết trong này, chứ nó không có hiện trên cái loa. Đó, thì các bạn kéo bên trên này xuống, các bạn thấy cái biểu tượng home đây. Thì các bạn bấm vào một cái thì nó tắt, bấm vào một cái thì nó mở.
Còn các bạn đè vô giữ lâu thì nó sẽ bung ra cái giao diện này. Thì các bạn chỉnh báo thức hoặc là chỉnh chi tiết. Rồi, rất là đơn giản. Cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa đó. Người hẹn đầu tiên mới đêm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh có quyện gốc thông già. Nãy giờ mình nghe thử một vài bài thì mình có một cái số cái nhận xét sơ bộ. Cái điểm mạnh của nó là cái thiết kế rất đẹp các bạn, thiết kế sang trọng hiện đại, rất là đẹp, đúng phong cách của Apple, đơn giản tinh gọn, ai cũng thể dùng được. Một số chức năng như trên cái mặt này cũng rất là dễ dàng sử dụng. Cái loa nhìn vậy nhỏ nhắn xinh xắn thôi nhưng mà nặng chắc và cho chất âm rất là khỏe. Các bạn có thể nghe mở lớn là các bạn có thể nghe. Vì bên em trong góc giao đường, tiếng kinh cầu diệt mộng yêu đương, Chúa thương tình. Trong một cái phòng ngủ vài chục mét vuông thì cái loa này đảm bảo các bạn là nó phát đầy phòng, cho chất âm rất là tốt, chắc chắn không có một cái điểm chê về mặt âm thanh theo mình so với những cái loa khác. Trong cái những cái loa mà trong cái phân khúc tầm giá cũng như là nó kích thước của nó, hai cái điểm trừ, thứ nhất là cái không có pin, rồi dây nó dính liền, và một cái điều nữa là nó không dùng được Bluetooth, không phát nhạc được Bluetooth. Trong khi đó thì chúng ta đang sở hữu rất nhiều những cái thiết bị Bluetooth như là điện thoại thông minh, máy nghe nhạc, vân vân. Cho nên đây là một cái điểm cũng rất là hạn chế, chỉ những người nào đang dùng đồ Apple mới dùng được. Rồi, hy vọng là nó sẽ video này sẽ giúp các bạn có một cái hình dung sơ bộ về nó. Thì những cái gì hay hơn thì mình sẽ tìm hiểu và mình sẽ chia sẻ thêm. Xin chào các bạn.